Quay lại để nhượng cho bác nào thôi. Tình hình em Tuấn vừa lấy thêm cái bộ đỡ đồ đằng sau xe ô tô đấy. Ở đây vừa về đây này. Anh nhìn này. Đấy. Đấy. Này. 405.000 một bộ này. Nhưng mà bà vợ em đã đặt một bộ kia rồi. Cô em bảo tại sao lại một sáng một ngày đây, em vừa đặt cái bộ màu này nhá. Đây là cái bộ để này này, bác nhìn chưa? Đây. Đấy, nguyên bản mua của bên này. Để đằng sau cho các cháu nó ngồi nó học nó nghịch đấy. Nó nghịch ngợm thôi chứ cái đồ này thì nó bình bình thôi mà, để đằng sau. Đấy, nguyên bản của shop này luôn bác nhá. Đây. Của shop này luôn, đây. Thế em cho tin nhắn bác nhìn đây. Đấy. Đây. Họ đã chốt đưa cho em đây. Được chưa? Đấy. Được chưa? Hiện tại thế thành ra là thừa rồi, có nghĩa là mua một bộ này là hai cái đấy, hai cái sau này, hai cái để ghế sau đây. Đây bác nào lấy em nhượng lại cho nhá. Đây về em là 405, bác nào lấy em Tuấn để cho 300.000, em Tuấn bao ship rồi, 300.000 em bao ship tận nhà cho bác. Bác nào đang cần nhá, đấy em mua đúng cái bên này luôn, bác nào cần em gửi đường link cho. Đấy, còn bác nào mà muốn biết chi tiết hơn thì đây, vào Facebook này, nội thất ô tô thông minh tiện lợi này, đấy nó bán đây này này, đấy còn không thì xem cái địa chỉ số điện thoại của người ta có đây không này, cho bác liên hệ cho dễ này. Đấy em đặt ở bên này, đặt cái để cho các cháu nó ngồi sau, nó để đồ nó trẻ con mà nó tiện thôi mà, chứ còn xe mình thì nó chả cần thiết những cái này, nhưng mà trẻ con nó nhiều. Đấy, thấy chưa, đặt đây. Đấy, thì bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em Tuấn nhé. 400 để đây, để cho bác 300.000 em bao ship luôn, chưa thèm bóc luôn nhé, hai cái luôn đấy, chưa thèm bóc túi luôn, chỉ bóc đúng cái vỏ ngoài này. Thì vợ nhìn thấy vợ bảo ừ, vừa đặt rồi.